Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí, mình là nhà báo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp tục về cái hòn đảo Thổ Chu, một trong những hòn đảo xa xôi nhất ở Việt Nam mình. Đấy là giới thiệu sâu hơn về cái dấu dấu tích của vua Gia Nong Nguyễn Ánh trên cái hòn đảo Thổ Chu này. Các bạn biết rằng đảo Thổ Chu là cái hòn đảo mà được chính vua Gia Nong Nguyễn Ánh phát hiện và tìm ra. Đấy, hiện nay ở trên đảo là có đền thờ hoàng đạo tuy không phải là chính danh là đền thờ vua gia nông nguyễn ánh nhưng mà ai vào đấy cũng có cảm nhận đấy là đền thờ của vua thờ có thờ cả ông nữa đấy đây là ngã ba cái chỗ này là nơi tấp nập nhất ở đảo này trung tâm của đảo gần ngay cái chỗ cảng và à, gần ngay chỗ cảng và cái đường này là đường đi xung quanh đảo như các bạn đấy, đảo thổ chua ai mà đến đảo thổ chu là cũng phải ở đây nói chung là quán ăn rồi là quán cà phê quán nhậu là có cả nhà nghỉ những cái thứ này. ở đây ngay nhá ngay ở đây ấy, có chợ như mình vừa mới giới thiệu đấy và chợ sát chợ là cái đền thờ hoàng đảo đây này các bạn thấy không hoàng đảo thổ chu này đền thờ này hai 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 bên cổng đã là có hai con rồng này có cảm giác như là là đền thờ này là dành cho vua nguyễn ánh nhưng mà không ai dám à, à, nói trong à, chính danh tức là hay là tên tên của đền thờ hoặc là tượng của vua Nguyễn Ánh cũng không có ở đây nhưng mà các bạn biết đấy tại vì là cái chính quyền hiện nay là chưa có cái đánh giá đúng tầm vóc và vai trò của vua Gia Long Nguyễn Ánh nói chung và cái triều đình nhà Nguyễn nói riêng các bạn biết rằng hơn 200 năm trước ấy, trong lúc mà đang đánh nhau với nhà Tây Sơn ấy, thì Nguyễn Ánh đã thua và chạy về nhiều nơi ở miền Tây đặc biệt là ông đã đi ra rất nhiều các cái đảo ở phía tây này đó, từ những cái quần đảo hải tặc hay là phú quốc và đặc biệt là thổ chu là ông ấy đã đến đây và đánh dấu mốc chủ quyền ở đây từ thời nguyễn ánh về sau này cho đến khi ông ấy nên làm vua là tất cả các con cháu đời sau đều có duy trì sự hiện diện của dân người việt ở trên đảo này nên là mình có chủ quyền của các cái đảo này dù nó rất xa xôi hiện nay đảo thổ chu nó cách thành phố rạch giá là khoảng 200 trăm cây số các bạn từ Phú Quốc đi ra là 100 cây số tức là nó rất là xa như mình đã có một làm một video clip mình nói đảo Thổ Chu dù nó không xa được bằng như trường xa về mặt địa lý nhưng mà nó lại là một cái nơi rất xa xôi vì nó là đảo của huyện đảo bạn muốn đến Thổ Chu thì bạn phải đến thua Phú Quốc mới có ra được đến đảo Thổ Chu đấy à, bây giờ thì có một số phương tiện cũng đi thẳng ra nhưng mà đa phần là phương tiện đi tự túc chứ chưa có cái phương tiện chính thức các bạn nhé cái đền thờ Hoàng Đảo này là thực tế là nó thờ hai hai thứ hai người một là năng ông nam hải này năng ông nam hải và năng ông tức là đền thờ con cá ông đấy cá ông gần như là tất cả các nàng biển không chỉ riêng gì thổ chu hay phú quốc hay là những cái nơi mình đi có tất cả các nàng biển miền trung miền nam là họ đều thờ năng ông nam hải các bạn nhé bên cạnh của nhưng mà các bạn thấy ở trên năng ông nam hải thì ở dưới có ghi chữ hoàng đảo thổ chu tức là nơi mà ngày xưa cái hòn đảo mà vua đã từng đến và ở đấy các bạn ạ thì cái cái năng ông nam hải ở thổ chu là đặc biệt nhất trong mình đã đến rất là nhiều các cái năng ông nam hải ở rất là nhiều nơi như là vàm náng rồi cần giờ rồi là bình thuận cho đến bà rịa vũng tàu rồi đến trà vinh nhưng mà không đâu có thêm có cái chữ hoàng đạo như như ở, ở ở thổ chu này các bạn nhé vì đây là, là người dân người ta dành sự tôn trọng đặc biệt cho vua gia long nguyễn ánh nên mới có thêm cái cái đấy như các bạn nhé còn bên cạnh cái năng ông nam hải là thờ bà chúa sứ bà chúa sứ cũng như là năng ông nam hải thì nó xuất hiện rất là nhiều ở ở miền tây chỗ nào các bạn cũng thấy miếu bà chúa sứ ấy, à. từ thậm chí là nên đến ven các tỉnh miền tây thậm chí nên cả tây ninh các thứ vẫn có còn an giang chứ đồng tháp rồi là Long An tiền giang chỗ nào cũng có miếu bà chúa sứ và khắp nơi nha miếu bà chúa sứ thì nó cũng như kiểu là một tín ngưỡng thờ mẹ thôi chứ cũng không có gì cả dù nó rất là phổ biến nhưng mà nó nó cũng là một cái tín ngưỡng thôi đó nhưng mà ở đây á, nó đặc biệt một cái là người dân thờ đấy nhưng đều ở ghi ở dưới là hoàng đảo tức là cái đảo dành cho vua của vua đây là cái điều đặc biệt nhất chỉ có thổ chu mới ghi thêm cái đấy còn các cái chỗ khác mà các bạn đến miếu bà chúa xứ người ta không giờ ghi hoặc năng không lại không giờ ghi đấy phía trước cái đền thờ hoàng đạo này là cái bãi bãi ngự bãi ngự là cái nơi mà ngày xưa mà vua nguyễn ánh hay đến ngồi nhất ông nguyễn ánh là ông ở đây rất là lâu và chính cái đảo thổ chu này là diễn ra cái bước ngoặt để thay đổi cuộc chiến của nhà nguyễn và nhà tây sơn tức là các bạn biết trước khi đến cái đảo thổ chu này ông nguyễn nguyễn ánh ông thua niên ạ anh em nhà tây sơn đánh cho thua chạy quá trời luôn cầu viện bao nhiêu nơi cầu viện kể cả bên thái lan siêm na thì đấy mà đánh cũng thua nhưng mà đến khi đến đảo thổ chu này thì ông ấy chính tại cái bãi ngự đây này các bạn đang nhìn đây này ông gặp được một người đấy là bá đa nộc là một cái nhà truyền giáo của người pháp nhờ cái ông bá đa nộc này ông ấy giúp cho vì nó là phương tây lúc đấy nó kỹ thuật các thứ nó À, tiến bộ hơn đưa người và đưa nhiều loại vũ khí hiện đại hơn nó giúp nên là nhờ có cuộc gặp bá đa lộc ở chính cái hòn đảo Thổ Chu này mà đã thay đổi cục diện giữa cuộc chiến của nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn đấy các bạn ạ. sau cái cái đợt gặp và được à, à, bá đa lộc với lại người Pháp nó tài trợ là Nguyễn Ánh là đánh đánh thắng mà đánh đâu thắng đấy à đánh uh, phản công lại nhà Tây Sơn và sau này đã giành được đất nước và đổi tên nước là nước Việt Nam như các bạn đã thấy là lịch sử nó ghi đấy nhưng ở đây mình chỉ muốn nói thêm về cái đảo thổ chu tức là ý mình nói là từ trước thời Nguyễn Ánh thì dĩ nhiên là người Việt chưa đặt chân đến đảo thổ chu này rồi và sau thời Nguyễn Ánh thì dù là có lấy được hết cả Giang Sơn nhưng mà con cháu đời sau tức là thời ấy vì Hòn Đảo nó quá xa xôi vẫn cho là hiện diện của người Việt ở đây nhưng mà các đời vua sau thì thường không có nhiều mục đích kinh tế ở đây họ chỉ nhớ đến đảo Thổ Chu như là một cái nơi mà mà tiên tức là tiên đế chứ là vua đời trước ấy, vua khai phá khai phá ra ra cái triều đại đã từng ở đây thì là họ cho sự hiện diện của người Việt chứ họ cũng không có cái cái phát triển lắm nên là dấu ấn trên cái hòn đảo Thổ Chu này thì chỉ có mỗi vua Gia Long với nánh thôi nên là người dân ở đây đa phần như là, là những cái người mới đến không à chỉ độ vài chục năm thôi nhưng mà nó không phải là lâu đời từ xa xưa nhưng mà người ta vẫn biết là cái đảo thổ chu này là có dấu ấn của nguyễn ánh nên là như các bạn thấy đấy cái đền thờ hoàng đảo dù là thờ năng ông nam hải và thờ bà chúa sứ nhưng đều có ghi chữ hoàng đảo tức là cái đảo này nó gắn liền với lại vua ấy, các bạn đấy thì là như là mình đã nói đấy là cái hòn đảo này là nó rất là 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 mang dấu ấn riêng của của Nguyễn Ánh đấy. Nếu mà các bạn thử tưởng tượng ra là bây giờ là sau cái thời Nguyễn Ánh là hai trăm mấy chục năm rồi mà các bạn đi ghe thuyền trên biển mà còn thấy sợ, hống hồn là ngày xưa cách đây mấy trăm năm ông đã đi ra tới đảo Thổ Chu là cách đất liền là hai trăm mấy chục cây số để tìm được hòn đảo này và đánh dấu chủ quyền ở hòn đảo này. Nhờ cái hòn đảo này mà ông ấy có 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 được cái cái vị thế là cái người khai quốc của cái triều đại nhà Nguyễn đấy các bạn đấy. thì ở trên đảo Thổ Chu không chỉ có cái bãi ngự này mà còn rất nhiều nơi là cũng ghi dấu ấn của của nhà của chúa Nguyễn Ánh nữa các bạn đấy nếu mà các bạn á, bây giờ thì nó thành đảo dân sự rồi thì ai đến cũng được và cũng khá nhiều nó chưa có tour du lịch nhưng mà nếu các bạn có đến thăm thổ chu á, thì nhớ đến hoàng đảo nhớ đến cái, cái 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 miếu hoàng đảo này để thắp cho vua gia nông nguyễn ánh một nén nhang cũng là để thờ cũng cái người mà đã tìm ra cái hòn đảo và duy trì sự hiện diện của người Việt trên cái hòn đảo này để đến bây giờ là con cháu đời sau có một cái cột mốc chủ quyền rất là xa xôi và cũng là rất là quý báu không dễ gì mà có được một cái hòn đảo như này như các bạn biết đến lịch sử này rất là nhiều nơi nó đang nhòm ngó cái hòn đảo này thậm chí Campuchia là nó đã đưa quân lên nó, hai lần nó chiếm hòn đảo nó giết bao nhiêu người của mình mà cũng không được nói bây giờ là tất cả những cái 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 hòn đảo mà Việt Nam mình đang giữ là đều là quý báu cả không có đảo nào là quý hơn đảo nào hay đảo nào là không quý hơn đảo nào nên là những cái người mà tìm ra và khám phá ra những cái hòn đảo thực sự là những cái người mà có công rất là lớn đấy mở mang bờ cõi và đấy là cái tục lệ uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đấy không phải chỉ là những cái hòn đảo ở Trường Sa Hoàng Sa mà ở phía Tây Nam này tất cả những hòn đảo phía Tây Nam này cũng là đều nè chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc cả các bạn ạ mà thật sự là mình đi mình thấy là đảo đảo nào cũng đẹp các bạn đi nếu mà thấy biển miền tây ấy thì biển rất là xấu biển miền tây mà những cái cửa biển ở trà vinh hay là ở tiền giang hay là ở bến tre thì biển tắm không nổi nhưng mà chỉ đi ra một xíu thôi ra đảo khoảng độ hơn chục cây là các cái đảo là biển đảo chỗ nào cũng đẹp đấy nên là nhờ có cái, cái những cái đảo ở miền tây này, này phía tây phía tây nam này là cái tiềm năng du lịch rồi tất cả mọi thứ đều chắc chắn là sẽ phát triển trong thời gian tới nên là nếu mà mọi người có đến thổ chu thì nhớ đến hoàng đảo để thăm một lần cho nó biết và để cảm nhận được cái 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 dấu ấn của vua nguyễn ánh ở trên cái hòn đảo này các bạn nhé lại từ những cái con hổ con rồng tất cả những cái mình có cảm giác là đều là biểu tượng của nhà vua cả dù là bây giờ thì không có các cái đền thờ này không có được thờ ảnh hay là thờ tên hay là thờ tượng của vua gia long nguyễn ánh nhưng mà mình có thể cảm nhận được cái cái sự hiện diện của cái ông vua đầu tiên nhà triều nguyễn ở đây các bạn nha Đấy, nếu các bạn có coi thì nhớ đăng ký dù mình đăng ký dù mình để mình chia sẻ làm thêm các cái clip khác phục vụ mọi người nha xin chào và hẹn gặp lại nha